Trống cơm sẽ được Đoàn Nghệ thuật Không quân Hoa Kỳ biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông tối mùng 2 tháng 7. Đêm nhạc của Pacific Brass thuộc Đoàn Nghệ thuật Không quân Hoa Kỳ sẽ diễn ra tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông vào tối nay mùng 2 tháng 7 với 20 tiết mục. Trong đó có 17 tiết mục do Pacific Brass biểu diễn. Đáng chú ý, bài dân ca nổi tiếng của Việt Nam, Trống cơm do Pacific Brass thể hiện bằng nhạc khí nước ngoài, được kỳ vọng sẽ khuấy động đêm diễn của ban nhạc này. Trong chương trình, sẽ có 3 tiết mục của các nghệ sĩ Hải Dương, gồm Lung Linh Hải Dương, Hello Việt Nam và Bisa Mucho. Hello Việt Nam do ca sĩ Hồng, Anh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Hải Dương, biểu diễn như một lời chào đón bạn bè quốc tế đến với Việt Nam thân thiện và xinh đẹp. Hiện nay, sân khấu biểu diễn đã hoàn thiện dạng Outdoor Star, sân khấu ngoài trời, ở gần chính giữa quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông. Tràng âm, ánh sáng đã được thử nghiệm. Đây là lần đầu tiên Pacific Brass biểu diễn tại Hải Dương. Trước đó, ban nhạc đã biểu diễn tại Hà Nội và sắp tới là Hải Phòng, nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Ban nhạc gồm Trung sĩ Zeriat Good, Ken Trombone, Thượng sĩ Matthew Kirkpatrick, Ken Trumpet, Trung sĩ Daniel Trower, Ken Trumpet, Hạ sĩ Colby Parker, Ken Tuba và Hạ sĩ Jordan Miller, giám đốc âm nhạc, Ken Pháp.